cái gì đó, nói chung là Hiếu Ngọc quên mất cái tên rồi, nhưng mà Hiếu Ngọc thấy á, là cái kênh này á, là có nói về Bác Hồ và với luận điệu xuyên tạc, nhưng mà Hiếu Ngọc không vào xem tại cái tựa đề. Hiếu Ngọc chỉ nhìn qua cái tựa đề là biết là hắn xuyên tạc rồi, là mang tiếng một cái kênh gọi là giống như là một cái kênh truyền thông của người Việt hải ngoại, nhưng mà là một cái kênh xuyên tạc và chống đối chế độ, chống phá nhà nước Việt Nam. Đó là một cái kênh lừa 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 gọi là lừa dân, mị dân ở bên người Việt hải ngoại, cho thấy là một cái kênh truyền thông mà cũng còn đã lừa bịp rồi thì làm sao mà có thể là có những con người đàng hoàng tử tế được. Nếu ai mà cứ nghe những theo cái kênh đó là hoàn toàn là những người lừa bịp như nhau và sẵn sàng gọi là bán rẻ Tổ quốc, bán rẻ lương tâm. Ở đây á, là khi mà Hiếu Ngọc đọc cái tựa đề của họ á, là họ ghi là Nguyễn Ái Quốc đã chết, chứng tỏ rằng á, là họ muốn xuyên tạc rằng bác của chúng ta lại một lần nữa là chúng xuyên tạc là chết ở bên Đài Loan. Khi đó Đài Loan là thuộc địa của Anh, cho nên là chúng xuyên tạc là bác chết ở đó rồi, cho nên lại lại xuyên tạc là Hồ Quang là người khác, chứ không phải là bác của chúng ta là Nguyễn Ái Quốc. Mà chúng có biết đâu rằng á, là RFA, đúng rồi á Trương Nguyễn, thì chúng có biết đâu được rằng là bác của chúng ta có tới 175 cái tên. Có rất nhiều cái tên mà bác chỉ dùng một ít thời gian ngắn để khi bác hoạt động cách mạng ở nước ngoài và bác đang đi học hỏi, thì bác bắt buộc bác phải dùng những cái tên khác lạ đi để tránh sự truy sát của thế lực thù địch. Bởi vậy nên bác có tới rất nhiều cái tên, nhưng mà cái kênh RFA của người Việt hải ngoại, tức là kênh truyền thông của người Việt hải ngoại, chúng lại lên chúng xuyên tạc là như vậy. Thì cho dù chúng có nói thế nào đi chăng nữa thì trong lòng người dân Việt Nam, bác vẫn là vĩ đại nhất và bác vẫn là người đã đưa đất nước Việt Nam thay đổi và chiến thắng được quân thù. Đó. Thì như vậy là chúng có nói gì thì càng càng làm cho chúng trở thành một cái kênh truyền thông là láo và kênh truyền thông xuyên tạc. Chào Dương Vi nhé, chào anh Khánh Định. Một cái kênh truyền thông mà dám lên trên mạng mà đưa những cái thông tin không đúng sự thật lên trên cộng đồng mạng như vậy để mị dân. Trong khi á, nước Mỹ là cái nước lớn nhất, cường quốc của thế giới, họ còn in ra sách lịch sử về 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 chiến tranh Việt Nam, lịch sử về Hồ Chí Minh, lịch sử về đất nước Việt Nam, tất cả những cái gì liên quan đến Việt Nam, và rất nhiều trẻ em người Việt hải ngoại đã thi môn lịch sử ở đất nước Mỹ và đạt điểm rất cao. Bởi vì sao? Bởi vì rằng đã làm đúng cái môn lịch sử, đúng đề bài, vì lý do là họ theo cái dòng lịch sử mà người Mỹ in bằng tiếng Anh. Đó. Thì khi mà người Mỹ á, người ta là một cái nước gọi là hợp chủng quốc, hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ở đây là có rất nhiều các cái đất nước họ tụ tập về đây họ sinh sống. Và tất nhiên rằng những người tài thì thường thường họ tìm đến những cái đất nước mà dễ sống và văn minh. Từ đó nó quy tụ những cái người tài ở đất nước Mỹ, làm cho đất Mỹ càng ngày càng phát triển và càng ngày họ càng có những cái tư duy về đổi mới và tư duy về trí tuệ. Cho nên là đất nước của họ mới phát triển được như vậy. Cũng nhờ rằng họ cho những cái người mà các nước ngoài vào. Đó. Dạ vâng, em chào anh Thành Trần Trung. Cho những người ở nước ngoài vào sinh sống và làm việc tại đất nước của họ. Tại sao họ cho bán đất cho Trung Quốc? Tại sao họ họ để cho người dân Việt Nam sống ở đó rất là nhiều, nhất là ở cái bang Cali? Thế có mất nước Mỹ của họ không? Không hề mất. Và tại sao họ có rất nhiều người dân ở các thế giới, ở trong thế giới này, các nước về đó sống, sinh sống và làm việc? Đó là một cái đầu rất khôn của cái người Mỹ. Còn thực tế ra cái người Mỹ là nó chỉ là những cái người da đỏ và
nó là dân tộc thì giống như là dân tộc thiểu số ấy. Đó. Cho nên á, cái người Mỹ người ta tư duy như vậy người ta mới giàu được. Còn những cái người Việt hải ngoại á, khi mà đất nước của chúng ta, Đảng và Nhà nước đã đưa ra cái gọi là đặc khu 99 năm thì gào lên, rồi lên mạng là xuyên tạc thêm, kích động biểu tình chống phá Đảng và Nhà nước, và có những cái luận điệu là nói sai sự thật, nào là bán nước cho Tàu Cộng, nào là Tàu Cộng tràn đầy về đất nước Việt Nam. Tất cả những cái luận điệu đó cho thấy người Việt hải ngoại thật, những cái người mà mình không thể nói chung chung là người Việt hải ngoại được. Mình phải nói là cái nhóm chống cộng cực đoan ở người Việt hải ngoại là những người ấu trĩ nhất thế gian, giống như là một bộ tộc vậy. Họ không được đi ra ngoài thế giới, họ không hiểu biết được, họ chỉ trong một cái khu nhỏ của đất nước Mỹ mà thôi. Họ cứ cho họ là tài giỏi nhưng mà thực sự họ chỉ là một cái người sống trong một cái khu vực nhỏ của đất nước Mỹ mà thôi, chứ họ chẳng biết cái gì là sự thật, chẳng biết cái gì là đúng và chẳng biết cái gì là cái lợi cho đất nước Việt Nam cả. Đó, cho nên là người dân Việt Nam, nhất là bà con cô bác ở trong nước và những người bà con cô bác Việt kiều hải ngoại, những người tỉnh táo thì không nên nghe theo những cái lời xúi giục hoặc những cái diễn đàn bẩn hoặc là những cái kênh truyền thông bẩn này. Chỉ làm cho mụ mị đầu óc của chúng ta mà thôi. Đó. À, thì ở đây cho thấy á, là cái nhóm chống cộng cực đoan á, lúc nào lên mạng á, là cũng là cộng sản hèn với giặc ác với dân, à, rồi là căm thù cộng sản rồi các kiểu vân vân và vân vân ba la ba lô, là cứ chỉ nói cộng sản mà thôi. Nhưng thực tế họ không biết cộng sản là gì. Thật sự theo như Hữu Ngọc thấy và theo dõi thì thực ra họ không biết cộng sản là gì. Còn nếu họ biết, họ hiểu được chân lý của cộng sản, họ hiểu được cái đường đi nước bước, họ hiểu được cái sự phát triển tư duy về đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đó là cái sự gọi là học hỏi từ nhiều nước trên thế giới về và đưa vào để mà lãnh đạo đất nước này. Nhưng mà thực tế những cái người mà chống cộng cực đoan họ cứ bảo là chống cộng sản nhưng họ không hiểu gì, họ không hiểu, nếu họ hiểu thì họ đã biết được. Họ cứ nghĩ rằng cái đất nước tư bản là rất tốt cho họ, nhưng ngược lại họ không biết được rằng người Việt Nam nó khác với người nước, các nước khác nó ở cái chỗ nào, và cái Đảng Cộng sản Việt của Việt Nam nó có những cái gì tốt, có những cái gì chưa tốt, nó họ còn không biết. Nhưng họ chỉ nói chung chung là họ họ không thích cộng sản mà thôi. Thì cho thấy họ chẳng biết một cái gì cả và họ chỉ làm chống phá cái đất nước của chúng ta đang ngày càng phát triển đi lên như thế này, mà phải chịu những cái áp lực về tai tiếng, áp lực về sự chống phá thù trong giặc ngoài của cái nhóm chống cộng cực đoan. Âu cũng là tất cả từ cái nhóm chống cộng cực đoan này gây lên, có những cái nhóm dân chủ cuội. Dạ, cũng có thể là như vậy á, Hoàng Hiền. À, khi mà họ nói về Bác Hồ nhưng họ không hiểu được sự vĩ đại của Bác Hồ, và họ chỉ biết rằng xuyên tạc và chửi một người lãnh tụ đã đưa đất nước Việt Nam trở thành một đất nước có chủ quyền. Đó. Thì họ có hiểu gì đâu. Những cái người chống cộng cực đoan này họ phải nói là họ ngu, thì mình nói ngu thì không, thật sự là họ nói hoài cũng vậy thôi, họ ngu và họ bảo thủ, mà bảo thủ thì trì trệ, suốt cuộc đời của họ cũng chỉ là những giống như là những cái thành phần là ba que sỏ lá ở đầu đường xó chợ mà thôi, không hơn không kém. Nên nhớ rằng khi mà bác cầm cái cuốn sách sách Phật, bác chỉ lật qua lật lại thôi là bác đã thuộc hết rồi. Đó, đó là những cái kiến thức mà được những nhà sư á, họ truyền lại cho, rằng là trước đây bác đã từng vào cái nhà nhà chùa ở trong cái đất nước Thái,
Và khi đó thì bác đã vào đó và bác cũng gọi là đọc sách của nhà Phật. Và cái thời điểm đó là bác đang đọc sách của nhà Phật là gọi là nói về cái kinh Kim Cang Kim Cương gì đó. Bác đang đọc cái kinh đó, mà khi đó bác đọc cái kinh đó là bác đọc rất là nhanh và bác thuộc liền. Nhưng mà bác cũng bị cái nhóm chống cộng cực đoan này này, cái nhóm mà thù trong giặc ngoài, cái nhóm mà thù địch á, nó truy sát bác của chúng ta. Mà lúc đó bác đi ra, bác chạy, bác trốn, do nhờ là nhờ những cái người tăng ni Phật tử của ngôi chùa, ở một ngôi chùa nhỏ ở Thái Lan. Đúng rồi, Kim Cang đó là hiền. Thì ở một cái ngôi chùa nhỏ ở Thái Lan, họ thương bác của chúng ta, họ biết rằng có những kẻ chuẩn bị muốn giết bác. Cả nhà phải nhớ rằng lúc nào cũng có kẻ thù ở sau lưng bác và muốn giết bác. Nhưng mà khi chúng lại gần thì chúng lại không làm gì được bác. Mà lúc đó bác đang đang học cái đọc cái kinh Kim Cang đó, và bác vận dụng rất nhiều kiến thức từ cái cuốn kinh đó để mà bác có những cái tư duy để mà có những cái đường đi nước bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng đó. Thì khi lúc đó bác bị truy sát thì bác mới chạy vào trong rừng. Cả nhà có biết rằng lúc đó là trời thì tối, mà bác băng qua rất nhiều cánh rừng bác chạy, mà chân của bác á là bác dẫm xuống, bác đi chân đất á, bác chạy bằng chân đất á, không có dép đâu, không kịp mang dép, mà bác băng qua các cái cánh rừng của đất Thái Lan á, chân bác là tứa máu hết ra, máu mủ là tứa ra rồi nhiễm trùng rồi đau đớn. Nhưng mà bác không bao giờ bỏ cuộc, bác vẫn quyết tâm để mà đi đi ra nước ngoài đó, để mà học, để mà làm cách mạng, để về mà xây dựng cái đất nước này đó. Thì từ những cái việc như vậy để mà làm, khi những cái đứa trẻ, những cái người trẻ tuổi ở Long Xuyên, An Giang ngày nay á, hiện tại thời điểm này này, trong những cái lúc thời điểm này này, thì bác mới cách đây 1 tháng thì có một số anh chị em ở Long Xuyên á, An Giang á, là quê của một cái chị mà hiện chị cũng có cái tiếng nói trên kênh Việt Vision. Anh chờ em một chút, em chia sẻ một chút rồi Đây. mọi anh. Thì khi đó bác họ học sách về Bác Hồ, họ nghe kể lại từ cha ông, từ ông bà của họ, và họ thấy cái sự xuyên tạc quá đáng của cái đám mà chống cộng cực đoan, một cái lũ dòi bọ quấy phá đất nước Việt Nam, làm cho cái sự căm thù tột đỉnh của họ, bây giờ họ trở thành những cái người mà sẵn sàng đi đánh trận vì Tổ quốc, kể cả hy sinh. Đó là hiện tại ở Long Xuyên đấy, mọi người hoan nghênh cái tinh thần của các cái em trẻ tuổi. Đó, xin mời anh. Anh xin chào Hiếu Ngọc, xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Hôm nay cũng hơi bị xỉn. Đang cái tổ chức chuẩn bị cái đêm trăng rằm cho mấy đứa, đứa trẻ mình kính trọng nhất và mình thương yêu nhất cả dân tộc mình luôn. Đó là Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bác Tôn Đức Thắng, là Chủ tịch Tôn Đức Thắng. À, thì Chủ tịch Tôn Đức Thắng là ở quê anh rồi. Bây giờ phản động nói Bác Hồ chuyện này chuyện nọ rồi hay là người Trung Quốc hay là Hồ Quang Hồ gì tùm lum, cái đó là cách để Bác Hồ đi đấu tranh tìm tự do cho đất nước Việt Nam. Dĩ nhiên là đi đấu tranh thì đâu phải là mình là bá chủ thiên hạ đâu, mình cũng phải có thể là trốn chui trốn nhủ. Nếu nói như Bác Hồ là người của Trung Quốc chung gì đó thì Bác Hồ thống nhất đất nước rồi, Bác Hồ đưa đất nước cho Trung Quốc liền chứ.
nó quản lý làm gì làm đi, hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Thì cái điều đó là chứng minh là mấy ông xuyên tạc tầm bậy tầm bạ. Cứ giống như là thu phục được rồi mấy ông đẳng cấp, mấy ông phản động cỡ nào đúng không? Rồi mấy ông thấy không, ba Bác Hồ mất là cụ Nguyễn Chính Sách, hiện giờ mấy ông về thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, mộ Bác nắm xương tàn của Bác nằm ở đó, của cụ Nguyễn Chính Sách, ước ao một thống nhất miền Nam về được gặp được mộ của ba mình, Bác Hồ còn chưa gặp được, đau khổ không? Cuộc sống mình bây giờ cha mẹ mình chết là mình trước mặt mình hoặc ít nhiều gì mình cũng biết mộ cha mẹ mình, Bác Hồ mờ mờ nha, chứ đừng có như vậy mà động tới Bác là động tới lòng dân. Muốn lật đổ Đảng Cộng sản này làm ơn đừng động tới Bác Hồ giùm tôi, động cái đó là giống như chọc tới ổ kiến lửa vậy đó, đường lối mấy ông phải khôn khéo. Đó là vấn đề nói về Bác. Vấn đề thứ hai nữa, vấn đề đấu tranh của mấy ông phản động, dù cho mấy ông á ở Mỹ, ở bất cứ đất nước nào, ở Việt Nam, thì một là mấy ông làm chủ một doanh nghiệp, hai là mấy ông làm thuê cho doanh nghiệp, thì mấy ông cũng thừa biết rằng con rắn cần phải có cái đầu. Mấy ông làm chủ doanh nghiệp thì phải có ông, phải là cái đầu chính với ông. Còn nếu ông làm thuê cho người ta, ông phải nhìn thấy cái đầu của người chủ, tức là ý muốn nói là cần phải rắn phải có đầu. Tôi nói rắn ở đây là tôi ám chỉ mấy ông là rắn độc, mấy ông có chống cộng chống phản động không có cái đầu. Mấy ông bây giờ mấy ông nói đi, ai là người lãnh đạo chấp bu nhất trong cái chuyện chống phá đất nước, trong chuyện lật đổ cộng sản? Không có, hoàn toàn không có, kể cả ông Đào Minh Quân luôn không có. Thì như vậy mấy ông định hướng được cái gì? Không định hướng được cái gì hết, đi đâu về về đâu làm cái gì, mấy ông được không định hướng được một cái gì hết, thì mấy ông không làm ra trò trống gì hết. Còn anh em tụi tôi ở đây nè, nên nhớ là tụi tôi không chuyên nghiệp, tụi tôi nói chuyện với mấy ông chống lại luận điệu xuyên tạc mấy ông, tụi tôi không chuyên nghiệp, nhưng mà chẳng qua tụi tôi rảnh rảnh có thời gian lên nói để vạch trần khuôn mặt của mấy ông ra thôi, không có gì khác. Dù cho không có tụi tôi đi nữa, không có những người giống như tụi tôi đi nữa, thì mấy ông cũng không bao giờ lật đổ được cộng sản này, là bởi vì mấy ông là con rắn không đầu. Mấy ông phải thấy được cái ánh sáng nằm đâu. Thời kỳ chống Pháp á, Bác Hồ á đi tìm đường cứu nước á, ở trong đây là cái đảng Bình Xuyên rồi đó, đảng cướp tất cả các cái, họ đã thấy được ánh sáng rồi đó. Ánh sáng đó chính là Bác Hồ đó. Thì từ chỗ đó mới thành công được. Còn bây giờ tôi đặt vai trò tôi nằm trong cái vị trí mà tôi thấy đảng cộng sản này không lo cho dân, không gì không tốt, cần phải lật đổ, tôi không biết theo ai luôn, tôi không biết theo cái chỗ nào để mà lật đổ đó cộng sản. Mấy ông phải thấy cho rõ chuyện đó. Mà khi mấy ông có được người lãnh đạo, có một người cầm đầu rồi, thì mấy ông phải có như
cấm, đâu có ai cấm mụ cười đâu, hiểu không? Bà thứ nhất